Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 13 tây tháng 8 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ cái thông báo mới nhất của EDD, Trung tâm Thất nghiệp của tiểu bang California, liên quan đến tất cả những cái chương trình sau: PEUC, PUA, FED-ED, FPUC, hoặc người ta cũng gọi là PAC nữa. Và đặc biệt là cái chương trình mà quý vị hỏi Ngọc gần đây khá là nhiều, đó là cái chương trình MEUC. Quý vị có thể lãnh tối đa là 36 tuần, mỗi tuần là cộng thêm 100 nữa, là được thêm 3.600 dành cho những ai mà đang lãnh hoặc là đã lãnh UI và chuyển qua PEUC. Mặc dù anh chị đi làm lại, anh chị cũng nên tham khảo cái chương trình này, bởi vì khi mà họ cho mình á, là họ cho mình truy lãnh ngược lại tới ngày 27 tây tháng 12 năm 2021. Cho nên là anh chị cô chú hãy chia sẻ những cái thông tin này cho bà con, và hy vọng là quý vị sẽ tặng cho Ngọc một cái like và đăng ký kênh nha quý vị. Bây giờ Ngọc sẽ chia sẻ cái thông báo mới này bằng cách Ngọc sẽ tách ra từng câu hỏi và câu trả lời. Để mà quý vị, những ai mà có cái câu hỏi chung chung như vậy thì quý vị tìm được cái câu trả lời của mình. Ví dụ như là quý vị biết rằng là mình đủ điều kiện rồi cho cái chương trình MEUC, có 3 cái điều kiện, quý vị hội tụ được 3 điều kiện hết rồi, nhưng mà không thấy người ta gửi link. Như vậy thì khi nào mình gọi cho EDD được, và gọi cái số nào để mà mình xin người ta một cái đường link để mình apply? Tại vì người ta không có cái đường link cho chung chung, mỗi người như vậy sẽ có một cái đường link riêng, giống như cái chương trình Targeted EIDL của SBA như vậy với quý vị nha. Rồi khi nào EDD sẽ gửi tiền MEUC, tối đa là quý vị có thể nhận được là 3.600. Hôm bữa trước là cũng có bạn nói rằng là đã nhận rồi, nhưng mà cũng có một số anh chị hỏi Ngọc là ủa sao chưa thấy người ta duyệt đơn, hay là chưa thấy người ta gửi tiền gì hết vậy Ngọc? Thì Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị cái thông báo chính thức này của EDD. Rồi bây giờ cái thông báo này á, thì Ngọc xin nhắc lại, EDD là chỉ dành riêng cho tiểu bang California thôi. Những cái tiểu bang khác thì nếu như mà Ngọc có cái thông tin Ngọc sẽ cập nhật. Chứ nếu như mà quý vị thấy tiền thất nghiệp là quý vị cái này chắc cũng áp dụng cho tất cả các tiểu bang sao? Tại vì cũng có anh chị nhầm lẫn, cho nên Ngọc muốn nhấn mạnh EDD chỉ dành riêng cho California thôi. Và cái thông báo này là đã được tải lên vào ngày 13 tây tháng 8. Thì chung chung á, là người ta có thống kê lại từ ngày từ những ngày đầu của năm 2021 á, cho đến tại thời điểm bây giờ thì người ta đã chi ra 50 tỷ dành cho tiền trợ cấp thất nghiệp ở riêng tiểu bang California thôi. Và nếu như mà họ tính từ ngày đầu mùa dịch, từ tháng 3 năm 2020 tới bây giờ, thì họ đã chi 165 tỷ. Và tiếp theo đó thì người ta cũng nói về cái chương trình FED-ED. FED-ED đã bị ngưng vào ngày 8 tây tháng 8, nhưng mà cũng có một số trường hợp quý vị sẽ tiếp tục lãnh cho đến ngày 4 tây tháng 9. Những cái trường hợp đó là như thế nào, Ngọc sẽ đưa ra ví dụ ngay sau đây. Bây giờ giả sử tại cái thời điểm ngày 8 tây tháng 8, quý vị đã xin hết 13 tuần của FED-ED rồi, thì quý vị sẽ bị cắt, tại vì cái thông báo mới nhất hiện giờ người ta không có cho mình 20 tuần nữa, mà người ta chỉ cho mình 13 tuần thôi, người ta cắt bỏ 7 tuần, tại vì cái tiền trợ cấp thất nghiệp nó gần hết rồi hay sao đó không biết, nhưng mà người ta có một cái mức giới hạn, hoặc là cái tỷ lệ thất nghiệp nó bắt đầu nó giảm rồi, nó không có còn cao nữa, thì người ta sẽ cắt nó đi. Thì nếu nói chung á, là người ta đã thông báo cắt thì nó vậy nha quý vị nha. Rồi bây giờ tới cái thời điểm của ngày 4 tây tháng 9 mà quý vị vẫn chưa nhận được hết 13 tuần của FED-ED, thì sao quý vị? Người ta vẫn cắt quý vị, tại cái thời điểm này sẽ cắt 13 tuần với lại cái ngày 4 tây tháng 9, cái nào đến trước là nó cắt trước. Ví dụ quý vị đến ngày 31 tây tháng 8 đi, quý vị đủ 13 tuần rồi, thì người ta sẽ cắt tại cái thời điểm này nha quý vị nha. 13 tuần đến trước thì cắt trước, ngày 4 tây tháng 9 đến trước mà 13 tuần chưa đến thì người ta sẽ cắt cho quý vị tại cái thời điểm của ngày 4 tây tháng 9. Và để biết được là mình có đang lãnh chương trình FED-ED không á, là quý vị phải coi lại thử cái hồ sơ của mình là như thế nào. Nếu như ngay từ đầu quý vị lãnh theo cái chương trình PUA
thì quý vị quên đi phép đi đi, quý vị không có nằm trong cái nhóm đó. Nếu như ngay từ đầu quý vị lãnh UI, sau đó người ta gia hạn cho mình theo PEUC, sau đó người ta chuyển mình qua phép đi đi á, thì quý vị đang hưởng phép đi đi chẳng hạn. Thì để mà biết chính xác hơn nữa là quý vị vào UI Online, vào cái Claim History, sau đó chọn Transaction, sau đó chọn Program Type, thì quý vị sẽ được cho biết là mình có phải là phép đi đi không. Tất cả những cái chương trình như là Extension Tier 2 hoặc là Extension Tier 2, Augmentation, tất cả những cái hai cái chương trình này đều là PEUC hết, còn lại là người ta nói rõ ràng. Disaster Assistance có thể chia làm hai trường hợp. Trường hợp là quý vị lãnh theo PUA do cái mùa dịch này. Trường hợp thứ hai là quý vị lãnh theo cái Disaster Assistance DUA là do hỏa hoạn này nọ của Cali. Thì quý vị để ý nha, FedED đã kết thúc vào ngày 8 tháng 8 nếu như quý vị đã lãnh hết 13 tuần, còn nếu như quý vị chưa lãnh hết thì người ta sẽ cho mình 13 tuần là tối đa, hoặc là đến ngày 4 tây tháng 9. Như vậy cái chương trình FedED Ngọc đã giải thích xong hết rồi. Bây giờ Ngọc xin trả lời cái câu hỏi này. Bây giờ cái câu hỏi được đặt ra là sau ngày 9 tây tháng 4, nếu như EDD vẫn còn nợ tôi những cái tuần pending trước cái ngày 4 tây tháng 9 đó, thì tôi có được lãnh tiền không? Sau ngày 4 tây tháng 9, EDD vẫn còn nợ những cái tuần pending trước đó, thì có được truy lãnh hay không? Yes, cái câu trả lời là yes, bạn sẽ được, cô chú anh chị sẽ được truy lãnh. Những cái tuần nào mà quý vị đã certify trước ngày 4 tây tháng 9 trở về trước ha, 4 tây tháng 9 trở về trước quý vị đã certify rồi, thì nếu như quý vị đủ điều kiện thì người ta sẽ cho quý vị lãnh, dù cho tháng 11 người ta mới gửi tiền cho quý vị, người ta mới xét hồ sơ quý vị, người ta nói rằng là mình đủ điều kiện, thì tháng 11 người ta sẽ gửi tiền và gửi hết những cái tuần mà người ta nợ bạn nha quý vị nha, không có sao hết. Mình miễn mình đủ điều kiện, chính phủ người ta nợ mình thì người ta sẽ trả cho mình. Và ngược lại, nếu như mình bị overpayment thì mình có quyền được xin người ta xem lại. Nhưng mà nếu như người ta xem lại rồi mà người ta cũng nói là mình không có đủ điều kiện để lãnh mà mình đã lãnh rồi, thì mình phải trả lại ngược cho người ta. Nó rõ ràng như vậy, ai nợ là người đó trả, chính phủ nợ chính phủ trả, mình nợ mình trả đó. Rồi bây giờ cái chương trình MEUC á, là viết tắt của cái chữ Mixed Earner Unemployment Compensation, thì hiện giờ quý vị cần phải hội tụ đủ 3 điều kiện. Quý vị phải có tất cả 3 điều kiện nha. Nếu như quý vị chỉ đủ một trong hai thì quý vị sẽ không được apply. Thì ở đây người ta nói ngắn gọn về cái chương trình này. Quý vị có thể nộp cái hạn chót nộp đơn cho cái chương trình này ngày 6 tây tháng 9. Cho nên kể từ nay, thật ra người ta đã cho quý vị nộp đơn từ ngày 30 tây tháng 6 rồi. Nhưng mà ai chưa nộp đơn á, thì sao? Quý vị có cái thời gian từ nay đến ngày 6 tây tháng 9. Nếu như mà chờ hoài không thấy người ta gửi đường link cho mình á, thì quý vị phải chủ động gọi cho EDD. Rồi bây giờ gọi EDD thì gọi số nào? Gọi mấy số kia người ta không bắt máy. Thì EDD người ta nói á, là ngày 16 tây tháng 8, tức là 3 ngày nữa, họ sẽ ra một cái đường line, một cái số phone. Và khi mà quý vị gọi cái số phone này, người ta chỉ trả lời một cái chương trình thôi, đó là cái chương trình MEUC. Tất cả những cái chương trình khác sẽ không được trả lời trong cái số điện thoại này. Cho nên là quý vị chỉ gọi cái số điện thoại sẽ được thông báo vào ngày 16 tây tháng 8 và gọi cho cái chương trình MEUC thôi. MEUC quý vị sẽ được lãnh thêm 100 đô nữa. Ví dụ như là bình thường mình lãnh 300 đô từ liên bang, bây giờ mình sẽ được 400 đô từ liên bang. Quý vị nha. Rồi á, ở đây ba cái điều kiện là gì? Ngọc xin nhắc lại. Quý cô chú anh chị xem thì hy vọng là cô chú anh chị xem hết video, tại vì Ngọc cũng đã nhắc những cái chương trình, những cái video khác là Ngọc cũng đã giải thích cái chương trình này rồi, nhưng mà vẫn có một số anh chị chắc là chưa coi hết video sao cũng hỏi Ngọc. Thì ở đây á, tất cả những anh chị nào mà đang lãnh PUA thì anh chị sẽ không đủ điều kiện cho MEUC. MEUC này chỉ dành cho những ai hồi trước là lãnh UI. Quý vị nha, hồi trước lãnh UI. Và quý vị có thêm một cái job nữa là 1099, và cái job 1099 này phải có cái net income. Quý vị nhớ nha, net income ít nhất là 5.000. Tức là trên 5.000 thì được, nhưng mà dưới 5.000 thì không được.
Dựa vào hồ sơ thuế năm nào thì nó sẽ phụ thuộc vào cái năm mà quý vị apply. Năm mà quý vị apply là năm 2020 thì quý vị sẽ dựa vào hồ sơ thuế năm 2019. Nếu như mà đợi đến năm 2021 quý vị mới apply thì quý vị sẽ dựa vào hồ sơ thuế năm 2020. Cứ cứ chứng minh cho người ta là cái job 1099 của mình hoặc là job tự làm chủ của mình á là ít nhất là 5.000 cái net income. Cộng thêm nữa một cái điều kiện thứ ba là gì? Cái điều kiện thứ ba là quý vị phải đủ điều kiện để lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp cho những cái tuần đó thì quý vị mới được cộng thêm 100. Ví dụ như quý vị từ cái tháng 10, 27 tháng 12 năm 2020 là cái ngày người ta có thể truy lãnh tới ngày đó ha. Từ tháng 12 đến tháng 4 quý vị đi làm lại ha. Như vậy từ tháng 12 đến tháng 3 thì quý vị được tiền trợ cấp thất nghiệp từ tiểu bang đúng không? Cộng thêm 300 nữa, rồi người ta sẽ cộng thêm cho mình 100 nữa. Còn những cái tuần sau quý vị đi làm lại, quý vị bỏ, quý vị không có certify nữa thì người ta sẽ không cho mình những cái tuần đó. Nha quý vị nha, như vậy phải đủ hội tụ 3 điều kiện nè. Thứ nhất, đủ điều kiện để lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp. Thứ hai là quý vị phải đang lãnh cái chương trình UI hoặc là PEUC. Thứ ba là quý vị phải có cái net income là ít nhất 5.000 cho những cái job mà có 1099. Còn những ai mà đang lãnh PUA, mặc dù quý vị đang có W2 và 1099 mà quý vị đang lãnh PUA, hồi giờ lãnh PUA á thì sẽ không đủ điều kiện nha quý vị. Tại vì cái chương trình này là thực ra cái chương trình bù trừ. Hồi trước á là những ai mà có W2 có 1099 thì người ta lại được hưởng theo cái chương trình W2 và người ta chỉ lãnh được là 45 đô, thay vì PUA á thì người ta lãnh 167. Đó, cho nên là không có cân bằng, cho nên là người ta bù. Rồi trước giờ chỉ lãnh 45 đô mỗi tuần, trong khi đó người ta lãnh 167 đô, cho nên là bây giờ người ta bù thêm 100 đô nữa thì quý vị sẽ lãnh được là 145 đô cộng với 300. Còn PUA người ta lãnh 167 đô cộng với 300 thì nó cũng chênh lệch chút xíu thôi chứ không chênh lệch nhiều quý vị nha. Thì đó là cái luật mới nó vậy, luật này là luật từ cái gói cứu trợ đợt 2 và đợt 3. Bây giờ người ta mới thực thi và người ta cho mình nộp đơn nha quý vị nha. Từ tháng tháng 12 tới giờ đó nó 8 tháng trời mới được lãnh tiền chứ nhiều khi mình chờ cũng lâu lắm đó quý vị. Rồi bây giờ Ngọc cũng đã giải thích rồi đó. Đó, quý vị phải chờ đến ngày 16 tây tháng 8 thì quý vị sẽ có một cái số điện thoại để gọi vào và xin người ta một cái đường link, bởi vì cái đường link này á là người ta sẽ gửi ra từng người, mỗi cái đường link sẽ là một cái đường link riêng biệt cho cái cá nhân đó. Ví dụ như anh chị mà ở chung nhà, vợ chồng lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp giống nhau thì anh chị không thể nào mà share cái đường link này. Đường link của ai thì người đó nộp. Nha quý vị nha, không có gửi cho bạn bè hay là người thân hay vợ chồng gì đó, không có gửi. Đường link của ai nấy nộp, người ta gửi cho ai người đó nộp. Khi mà quý vị nộp thì quý vị phải upload lên cái hồ sơ thuế của mình và upload những cái bằng chứng về cái job 1099 của mình. Và hiện giờ thì EDD người ta đang processing và paying, tức là người ta đã bắt đầu gửi tiền rồi đó quý vị. Những ai mà nộp trước đủ điều kiện thì người ta cũng đã cho rồi và đang tiếp tục gửi ra. Như vậy á, bây giờ người ta có hàng ngàn hồ sơ như vậy. Cho nên là nhiều khi mình nộp rồi mà mình chưa thấy thì mình cứ chờ tiếp. Còn những ai mà đã lãnh được tiền rồi á thì quý vị hãy dành một chút thời gian, 1 2 3 phút gì đó, để lại cho Ngọc một cái comment để Ngọc biết là các cô chú đã lãnh được những cái chương trình này nha. Những anh chị nào đã lãnh được, những em nào đã lãnh được thì hãy cho Ngọc biết chứ nha quý vị nha. Tại vì Ngọc cũng có nhiều người hỏi, bản thân Ngọc thì Ngọc không ở Cali, Ngọc cũng không xin tiền trợ cấp thất nghiệp của Cali, cho nên là Ngọc chỉ chia sẻ cái thông tin như vậy thôi. Và hy vọng là quý vị sẽ được những cái khoản tiền trợ giúp của chính phủ. Còn nếu như không á thì quý vị hãy tranh thủ đi làm đối quý vị, tại vì bây giờ Cali người ta hỗ trợ việc làm rất là nhiều. Còn nếu như mà quý vị cần những cái chương trình hỗ trợ về lương thực thực phẩm thì quý vị có thể là đăng ký tham gia cái chương trình CalFresh. CalFresh thì hiện giờ từ tháng 6 đến bây giờ đó, tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì người ta đã nhận khoảng 100.000 hồ sơ mới cho cái chương trình CalFresh. CalFresh này có thể xin tối đa là 243 đô một người. Thì quý vị coi thử mình có đủ điều kiện hay không.
thì mình vô đó mình nộp like. Còn nếu như mà ai muốn xin tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ga vân vân thì quý vị hãy vào cái housingiskey.com hoặc là gọi số này. Rồi những cái chương trình khác như là CalWORKS, rồi chương trình bảo hiểm, rồi những cái chương trình về Golden Stimulus Check thì Ngọc cũng chia sẻ những cái chương trình này rồi. Nhưng mà quý vị ơi, những cái chương trình hỗ trợ này là những cái chương trình hỗ trợ ngắn hạn. Đó, nếu như mà quý vị có thể đi làm được và yên tâm đi làm được thì Ngọc nghĩ cái kinh tế của mình sẽ ổn định hơn khi mà mình có một cái job ổn định. Chứ còn chờ đợi chương trình của chính phủ, quý vị nhiều khi hơn thì được sớm, hơn không hơn á, thì mình đợi dài cổ không thấy tiện đâu. À, cho nên là đi làm vẫn là cái chủ động nhất, nhưng mà tùy, tại vì nhiều người người ta cũng vẫn còn có người thân gia đình có bệnh nền, bệnh này bệnh nọ bệnh kia, cho nên người ta không có dám ra ngoài. Nhưng mà Ngọc thấy bây giờ người ta cũng đi làm nhiều lắm rồi quý vị, giống như mình sống chung với lũ, mình sống chung với con Covid này không có sợ nữa đó quý vị. Nhưng mà bản thân Ngọc thì Ngọc cũng rất là cẩn thận khi mà đi ra ngoài, mà Ngọc vẫn khẩu trang rồi nước rửa tay này kia khác nọ, tại vì Ngọc có con nhỏ đó quý vị, cho nên là Ngọc cũng hơi lo, trong khi mà tụi nó là gần đi học trở lại rồi cũng hơi lo đó quý vị ơi. Cho nên là thôi thì bây giờ sao giờ, bây giờ phải cho nó tụi nó đi học lại, chứ không cho đi học lại thì nó bị behind rồi, nó cũng muốn đi học chơi với bạn bè này kia khác nọ đó quý vị. Không biết là anh chị có gửi con mình đi học trong mùa tới hay không, hay là bắt tụi nó ở nhà nữa quý vị ơi. Hãy cho chia sẻ những cái câu chuyện của những bà mẹ ông bố thử cho Ngọc xem để Ngọc yên tâm về cái quyết định của mình nha quý vị. Rồi bây giờ Ngọc xin hẹn lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Đối với cái chương trình Work Sharing Program thì cái chương trình này dành cho những cái người chủ muốn apply để thợ mình, để nhân viên mình vừa xin tiền trợ cấp thất nghiệp vừa đi làm nữa. Nhưng mà cái chương trình này người ta chỉ cho nộp đơn tới ngày 4 tây tháng 9 thôi. Ai muốn tham gia thì hãy nộp đơn nhanh nha quý vị nha. Bây giờ Ngọc sẽ dừng lại cái video này ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Bye bye nào.